Hello, em lại xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Chào mừng quý anh chị quay trở lại với kênh Ichimoku Chính Phát và quay trở lại cái video phân tích cổ phiếu của em Lệ. Thì ngày hôm nay em Lệ cũng sẽ đem đến cho quý anh chị mình cái cơ hội để quý anh chị nào trong giai đoạn này anh chị mình có kẹp hàng quá lớn thì anh chị mình có thể xem hết cái video này để có thể là chúng ta sớm về bờ nhất, cũng như là anh chị nào mà chúng ta quan tâm hai mã cổ phiếu đó là DIG và PDR thì có thể dành một chút thời gian xem hết cái video này để đưa ra quyết định rằng là liệu chúng ta có nên tham gia hay không và tham gia như thế nào là hợp lý anh chị nhá. Anh chị mình đang xem thì nhớ để lại cho em Lệ một cái nút like, một nút đăng ký kênh, cũng như là anh chị mình yêu quý thì để cho em Lệ một cái trái tim ở phần bình luận anh chị nhá. Em Lệ sẽ nói một chút về tình hình của phiên giao dịch tuần rồi. Thì chúng ta thấy được là phiên đấy của chúng ta một tuần trượt điểm liên tục với cái thanh khoản và dòng tiền yếu dần qua các phiên. Và các khoản cổ phiếu của chúng ta thì liên tục rơi sàn, làm cho cái tâm lý của nhà đầu tư trong giai đoạn vừa rồi rất là bất ổn. Cũng như là chúng ta thấy các tin tức tiêu cực liên tục được đưa ra như là liên quan đến cái sự diễn biến theo tỷ giá của Việt Nam đồng và USD, hay là bất ổn địa chính trị trên thế giới cũng phần nào gây ảnh hưởng tới cái thị trường trong nước. Và những cái diễn biến không được ổn định như vậy thì cái tâm lý nhà đầu tư cũng đang trong những cái tình trạng hoang mang. Khi mà chúng ta thấy được rằng là cái thanh khoản liên tục suy yếu và những cái áp lực bán liên tục được đưa ra làm cho anh chị mình chúng ta hoảng loạn và anh chị mình chúng ta bán những cái phiên vừa rồi, thì tiêu biểu chỉ chúng ta nhìn vào chỉ số của VN-Index trong cái phiên giao dịch ngày thứ 6 là anh chị mình chúng ta sẽ thấy rõ được là thị trường chúng ta một cái phiên mở gap giảm. Thì khi mà mở gap giảm vậy thì nó cũng về được cái đường MA200 rồi quý anh chị nhá. Trong giai đoạn rồi chúng ta thấy đặc biệt là cái phiên mà nó bắt đầu trong một cái quá trình downtrend, đó là cái phiên giao dịch ngày 15 tháng 4 khi mà các mã cổ phiếu lần lượt giảm sàn như vậy, thì anh chị mình nếu mà anh chị mình có cắt được ở trong phiên đó, anh chị nào mà chúng ta nhanh tay 30 phút cuối cùng anh chị mình chúng ta cắt được thì ok, còn anh chị nào mà chúng ta chưa cắt được, anh chị mình còn đang bị kẹt ở quanh những cái vùng của 1250, của 1190 thì khả năng anh chị mình đang bị lỗ. Cái mức lỗ của anh chị mình trong giai đoạn này đâu đó là từ 10 đến 15%. Thì đối với em Lệ thì em Lệ có làm một cái video về cái việc mà thị trường của chúng ta sẽ đi về đến đâu và cái khả năng phục hồi của nó sẽ tới đâu rồi anh chị nha. Thì anh chị mình có thể là xem lại ở trên kênh Ichimoku Chính Phát anh chị nha. Thì lúc đó em Lệ có giải thích khá là chi tiết về tình hình của thị trường rồi. Thì video này em Lệ chỉ nói về một chút về cái các mã cổ phiếu đó là DIG và PDR. Còn đối với VN-Index của chúng ta trong tuần sau nó sẽ có một cái nhịp hồi quay trở lại, thì lúc đó anh chị mình có thể là cân nhắc những cái mục tiêu để anh chị mình chúng ta cơ cấu hàng anh chị nhé. Thì những cái target mà chúng ta sẽ đưa đến là những cái nhịp hồi của nó sẽ là quanh cái vùng 1220, thì lúc đó anh chị mình có đang có hàng thì chúng ta sẽ cơ cấu anh chị nhé. Em lại sẽ đi qua về mã cổ phiếu DIG. Thế thì DIG của chúng ta là có 4 phiên giảm sâu rồi quý anh chị. Thì đối với DIG, đây là một cái mã cổ phiếu mà rất nhiều quý anh chị mình ta mua. Và nếu anh chị mình có mua ở trong những cái giai đoạn như là giai đoạn từ cái vùng giá 30 đến vùng giá 32, thì hiện tại anh chị mình đâu đó là thị trường chúng ta từ những cái phiên bắt đầu giảm điểm đến hiện tại là chúng ta đã lỗ khoảng là 19 đến 20%, nếu mà anh chị mình chúng ta mua ở những cái vùng đỉnh vậy nha. Tuy nhiên thì em lại cũng có cân nhắc cho quý anh chị mình đó là chúng ta sẽ không bán tháo. Anh chị nào mà chúng ta kịp bán á, khi mà thị trường chúng ta vừa mới bắt đầu, anh chị mình kịp bán thì anh chị mình mới bán được. Còn đã qua cái phiên giao dịch này anh chị, thì anh chị mình mà có liên tục bán đi thì cái anh chị mình chỉ bán trong hoảng loạn cũng như anh chị mình sợ thôi. Còn đặc biệt là cái phiên mà mở gấp giao giảm như vậy mà anh chị mình chúng ta bán ra thì em lại thấy là nó khá là đáng tiếc, khi mà nó đã đi những cái vùng hỗ trợ quanh cái vùng giá từ 26.3 đến 26.5, thì đây là những cái vùng hỗ trợ đặc biệt, đó là vùng hỗ trợ của giao găm vậy nha. Vùng hỗ trợ của giao găm thì đây sẽ là cái vùng cân bằng trong ngắn hạn, và khả năng khi mà em lại nói là VN-Index có khả năng có một cái nhịp phục hồi thì đối với DIG nó cũng sẽ có khả năng quay trở lại. Khi mà nó về những cái vùng hỗ trợ thì nó sẽ có một cái nhịp phục hồi kỹ thuật, và những cái nhịp phục hồi này có thể quay về được cái vùng giá là 29.9 hay là 30, thì lúc đó anh chị mình chúng ta cân nhắc ra hàng. Thì đối với DIG thì cái hành động anh chị mình cho giai đoạn này là đối với quý anh chị nào mà chúng ta muốn mở mua mới thì em lại sẽ không đánh giá cao anh chị nhé. Giai đoạn này là anh chị nào chúng ta muốn tham gia, anh chị mình còn tiền thì anh chị mình tham gia. Còn đối với quý anh chị nào mà chúng ta đang bị kẹt hàng đối với DIG ở cái phía trên mà anh chị mình muốn trung bình giá anh chị nhé, muốn trung bình giá về, thì có một cái góc nhìn là
Nếu mà anh chị mình mà chúng ta hết tiền rồi, anh chị mình chờ nó quay về những cái vùng đó là 29-30 để anh chị mình cân nhắc chúng ta hạ bớt, thì lúc đó thì cái giá vốn của quý anh chị mình nó cũng nhẹ hơn rất là nhiều. Thì những cái vùng mà anh chị mình, ví dụ mà anh chị mình mua quanh cái vùng giá là 33.6 đi, thì về những cái vùng này anh chị mình còn lỗ 10% thì anh chị mình cũng đỡ nhẹ đi một phần rồi. Còn đối với anh chị nào chúng ta còn tiền thì vùng cân bằng của ta là quanh vùng giá 26.3-26.5, đây là cái vùng anh chị mình có thể cân nhắc đánh T cộng anh chị nha, đánh T cộng, và anh chị mình trading trong cái mã cổ phiếu anh chị mình có. Và những cái nhịp phục hồi này thì em định sẽ khuyến nghị anh chị mình chúng ta cơ cấu nhiều hơn là so với quý anh chị mình chúng ta thấy là thị trường chúng ta hồi xanh. Nếu mà ví dụ nó có tăng tím đi mà anh chị mình chúng ta đu mua vào thị trường chúng ta tạo đáy xong rồi mà đi lên thì em định sẽ đánh giá không cao anh chị nha. Thì những cái nhịp hồi này sẽ là những cái nhịp cơ hội cơ cấu, khi mà hai phiên vừa rồi thì chúng ta không kịp cơ cấu thì đây sẽ là cái nhịp để anh chị mình chúng ta cân nhắc chấm dứt đi những cái khoản lỗ cũng như thu tiền về để chờ khi nào thị trường chúng ta an toàn hơn thì chúng ta tham gia anh chị nhá. Đây đấy là đối với mã cổ phiếu DIG thì chúng ta cũng có một cái câu nói khá là hay, khi mà Bill Gates nói rằng là chúng ta mua ở đầu gối bán ở vai, đó là chúng ta chỉ ăn được cái phần thân thôi. Như vậy còn trong khi mà chúng ta vào chúng ta thực chiến thì chúng ta thấy là chúng ta lại mua ở vai và bán ở gót chân, đó nghĩa là như nào anh chị mình? Chúng ta mua ở vai đây, anh chị mình mua những cái vùng trên này và anh chị mình thấy là cái phiên mở gap nó giảm như vậy, anh chị mình chúng ta bán ở đây thì lúc đó thì nó lại có một cái nhịp hồi phục trở lại, thì lúc anh chị mình lại chán ghét thị trường và anh chị mình bỏ thị trường chứng khoán luôn. Thì đối với em đây, anh chị mình mà chúng ta đang cầm đôi mã cổ phiếu DIG, nếu mà cái vị thế anh chị mình không tốt thì anh chị mình có thể về đây, anh chị mình cân lại trung bình giá, thì những cái nhịp hồi trở lại là anh chị mình chúng ta sẽ bán luôn anh chị nha. Chúng ta sẽ không do dự nhiều, mục đích của chúng ta đó là mua để hạ giá vốn, để có thể là về bờ các anh chị an toàn hơn. Anh chị nào chúng nhanh thì anh chị mình về bờ. Còn đối với anh chị nào mà chúng ta mà muốn anh chị mình mà chúng ta sợ trong giai đoạn này đi, anh chị mình không muốn tham gia thì ok, cái này thì sẽ không có bắt buộc anh chị mình. Tuy nhiên thì những cái nhịp hồi này sẽ chỉ là cái nhịp cái hồi để anh chị mình chúng ta thoát hàng và chúng ta sẽ đưa đến cái mục tiêu anh chị ha. Thì những cái vùng này đâu đó từ quanh vùng giá 26.5 lên lại cái vùng giá từ 29-30 thì đấy sẽ là cái điểm để anh chị mình cân nhắc chốt, và đấy là những cái cơ hội cuối cùng để anh chị mình chúng ta hạ giá vốn quý anh chị nha. Ok, tiếp theo em lại sẽ nói về mã cổ phiếu PDR. Thì PDR nó cũng vậy quý anh chị, thì đối với PDR thì nó sẽ không phải hẳn giao găm đâu, tại vì ngày hôm nay nó mất đi cái vùng giá giao găm rồi. Tuy nhiên thì khả năng nó sẽ có một cái nhịp nhúng qua ngày phiên giao dịch ngày thứ hai anh chị, nó vẫn sẽ có khả năng giảm điểm, tại vì VN Index của em định đã xác định cho quý anh chị mình cái điểm mà chúng ta bán là khi nào rồi, chúng ta cái điểm hồi của nó là ở đâu và cái nó có khả năng phục hồi đến đâu, thì em định đã làm một cái video rồi, anh chị mình có thể là chúng ta mở lại anh chị nha. Thì đối với PDR, khả năng phiên giao dịch ngày mai, phiên giao dịch ngày thứ hai nó vẫn còn một cái nhịp nhúng xuống đâu đó quanh vùng giá 25.8. Thì những cái vùng này anh chị mình có thể là cân nhắc anh chị mình chúng ta tham gia vào anh chị nha. Thì cái khả năng mà phục hồi đối với PDR thì nó cũng sẽ loanh quanh ở quanh cái vùng giá là 29 anh chị nhá. 29 thì đối với anh chị nào mà chúng ta sợ anh chị thì anh chị mình chúng ta không tham gia luôn, anh chị mình bỏ qua giai đoạn này để chúng ta không tham gia. Còn anh chị nào mà đã có ý định mà chúng ta muốn cân nhắc hay là muốn sớm thì anh chị mình có thể là chúng ta tham gia những cái vùng này. Thì em lại cũng có vừa làm cho quý anh chị mình cái chiến thuật là cưa chân bạn, đó là anh chị mình mua trung bình giá xuống, thì anh chị mình có thể xem cái video đó thì em lại có giải thích cho quý anh chị mình khá là nhiều. Nếu mà anh chị mình mà chúng ta quan tâm, anh chị mình có thể nhớ ấn vào xem và like cho em lại quý anh chị nha. Ok, đấy là chia sẻ của em lại về hai mã cổ phiếu nhóm bất động sản, đó là con DIG và con PDR anh chị nha. Thì những cái mã cổ phiếu này đã có những cái nhịp giảm sâu như vậy cũng như có những cái phiên mở gap vậy, thì nếu mà đến cái phiên giao dịch giữa tuần, đó là cái phiên giao dịch ngày thứ 3, thứ 4 mà nó có những cái nhịp hồi lại thì lúc đó là cái vùng để anh chị mình chúng ta cơ cấu và nó sẽ là cái cơ hội cuối cùng để anh chị mình có thể là chúng ta hạ giá vốn. Và những cái thông tin về chính trị, chiến tranh hay là tỷ giá DXY nó vẫn đang chưa ủng hộ thị trường chúng ta, nên thành ra là thị trường chúng ta chưa có một cái thông tin nào tích cực cả. Nên để mà nói là thị trường chúng ta sẽ đi lên ngay và đi lên mạnh luôn thì em lại đánh giá chưa cao. Và thị trường chúng ta mới bắt đầu một cái nhịp chỉnh thôi quý anh chị, nó vẫn chưa có chỉnh sâu. Mặc dù là từ những cái vùng 1, đây anh chị mình nhìn từ cái vùng này, nó giảm 4 cây liên tục là nó đã làm mất đi thành quả của anh chị mình khá là nhiều, giống như PDR vậy.
anh chị mình mua những cái vùng nền là hiện tại anh chị mình vẫn lỗ, hay là DIG cũng vậy, là tất cả anh chị mình đa phần đều lỗ, cả chung dài hạn anh chị mình cũng lỗ. Nên những cái nhịp hồi này sẽ là cái nhịp hồi để anh chị mình chúng ta cơ cấu hàng cũng như bán đi những cái mã cổ phiếu để chúng ta thu tiền về, chờ những cái nhịp an toàn và thị trường xác nhận anh chị mình tham gia anh chị nha. Anh chị nào mà chúng ta vẫn còn lo sợ, anh chị mình chưa có người đồng hành, anh chị mình chưa có ai bơm oxy hay là giúp anh chị mình cơ cấu danh mục, thì anh chị mình có thể về với đội của em Lệ bằng cách anh chị mình mở một tài khoản chứng khoán tại SSI, hoặc anh chị mình có tài khoản chứng khoán tại SSI rồi thì anh chị mình có thể chuyển ID về em Lệ. Em Lệ sẽ hỗ trợ quý anh chị cũng như là theo dõi danh mục để quý anh chị mình có thể là chúng ta sớm về bờ cũng như là có những cái thành quả tốt hơn trong thời gian sắp tới quý anh chị nha. Ok, em Lệ xin chào tạm biệt và chúc quý anh chị mình có một cái buổi chiều cũng như là một cái cuối tuần thật là vui vẻ hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị.